Để các bạn hôm nay bạn Kiệt với bạn Lộc đi cano nha. Rồi bây giờ cho cano nó xuống biển. Đây các bạn ơi, cái cano này chạy trên biển rất là thích nha. Và đã dữ quá. Rồi cho nó xuống biển rồi mới nổ máy được các bạn ơi. Rồi ngồi lên đi bạn Kiệt ơi. Ngồi lên con. À, sóng biển lớn quá các bạn ơi. Lớn quá trời luôn. Ui. Rồi cano ra ngoài biển này xa quá. Quá wow, đã ghê chưa. Ôi, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Rồi chạy tuốt đằng xa luôn rồi. Đây các bạn, cano nó chạy lại rồi kìa. Trời, nó chạy xa quá. Xa quá không có quay thấy luôn. Rồi cano đang chạy lại các bạn ơi. Và tổng tập ghê chưa. Nó chạy nguyên một vòng biển luôn các bạn ơi. Rồi ngừng lại rồi. Cái gì ngừng lại rồi. Wow. Bây giờ cho chạy ra biển luôn á. Wow, đã ghê chưa. Đấy, các bạn sống tập ghê quá. Ủa vậy nhanh ghê chưa. Các bạn ơi, cái cano chạy nhanh kinh khủng luôn. Đây, nó đang vô nè các bạn ơi. Đang vô rồi. Wow. Vô chưa? À, vô tới nơi rồi các bạn ơi. Đã quá. Cảm giác sao? Sướng rồi đó. Ướt hết đồ luôn các bạn ơi. Sướng không bạn Kiệt? Tại các bạn canh nữa. Cano chạy đã quá. Đi chiếc đỏ nữa hả? Đỡ bằng lòng. Không chơi nữa hả? Cảm giác sao bằng lòng? Đã mà. Sướng rồi không? Đây các bạn, ở đây cano dưới biển Cầm Bình nha. Bạn nào xuống đây chơi thì cứ lên chơi thử. Đã lắm.